陈景江峰，邓小菊，米勒，小哥，叫。 Xin mời toàn thể quý vị an tọa. Xin mời toàn thể các em học sinh chúng ta ổn định chỗ ngồi. Chào đón. Về phía các bậc phụ huynh, tôi
về sự buổi lễ ngày hôm nay cũng còn có các bác phụ huynh đại diện cho ban phụ huynh của 45 lớp. Xin được vui mừng chào đón các vị phụ huynh. Ông Peter Ray, trưởng khoa tự nhiên giảng dạy chương trình Cambridge. Có bà Lê Thị Minh Thảo, giám đốc tuyển sinh trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền, phó trưởng khoa đào tạo quốc tế trường Đại học Ngoại thương. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Phương Thúy, đại diện trường Đại học RMIT Việt Nam. Giới thiệu tiến sĩ Phan Thùy Chi, phó viện trưởng Viện Quốc tế Đại học Kinh tế Quốc dân. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Vũ Thanh Tiến, đại diện trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia. Xin được trân trọng giới thiệu ông Daniel Singer, đại diện Học viện Thời trang London. Về phía vị học sinh trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng Hoàng Diệu, tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Xuân Hương, trưởng ban liên lạc cựu học sinh trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng Hoàng Diệu. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào đón một số gương mặt tiêu biểu là cựu học sinh trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng Hoàng Diệu. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Vinh, cựu học sinh khóa 1973-1975. Trần Đình Long, cựu học sinh khóa 1976-1978, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hòa Phát. Xin được trân trọng giới thiệu có võ sư Hoàng Thanh Phong, học sinh khóa 1978-1981. Xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư bác sĩ Vũ Quang Vinh, cựu học sinh khóa 1983-1986, chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình Viện Bỏng Quốc gia. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Thành, phó tổng kiểm toán nhà nước. Vâng, chúng tôi một lần nữa xin được nhiệt liệt chào đón tất cả các thế hệ học sinh Phan Đình Phùng Hoàng Diệu đã về tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến dự và đưa tin. Xin nhiệt liệt chào đón. Kính thưa quý vị, về phía trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng có các thầy giáo, cô giáo, nhân viên và toàn thể hơn 2.000 học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng ngày hôm nay.
Các cô, nhân viên, học sinh của nhà trường.